Hey, what's going on YouTube? Mình là Dũng và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tên Mobile. Như các bạn thấy ở đây thì mình đang có hai chiếc máy và chiếc bên tay trái của mình đang là chiếc Xiaomi Mi A1 và chiếc bên tay phải của mình là chiếc Sharp AWS S2. Thì với hai thiết bị này các bạn có thể tham khảo trên trang web của Tên Mobile với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Và hai chiếc máy này không phải là thứ mà mình muốn nói tới trong ngày hôm nay, mà thứ mình muốn nói tới đó chính là con chip mà hai chiếc máy này đang sở hữu. Đối với chiếc Mi A1 thì chúng ta sẽ có được con chip Snapdragon 625 này. Còn với chiếc Sharp AWS S2 thì chúng ta sẽ có được con chip Snapdragon 630. Với con chip Snapdragon 630 thì mình nghĩ là trong tương lai thì những chiếc máy tầm trung sẽ sử dụng con chip này rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài test để coi là với chiếc Snapdragon 630 thì nó có hơn nhiều so với chip Snapdragon 625 hay không nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua điểm AnTuTu mà mình chấm được trên cả hai chiếc máy này. Thì đây là điểm của chiếc Mi A1, còn đây là điểm của chiếc Sharp S2. Thì với điểm tổng với chiếc Mi A1 chúng ta sẽ có được 64.000 điểm, còn với chiếc S2 thì nó chúng ta sẽ có được gần 70.000 điểm, hay đúng hơn nữa là 69.000 điểm. Còn đối với điểm 3D thì sao? Điểm 3D của Mi A1 đó là 13.000 điểm, còn điểm của Sharp AWS S2 với điểm 3D đó là 18.000 điểm. Đây là một số điểm 3D mình thấy cũng rất là cao đối với chiếc Sharp AWS S2. Còn bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua điểm Geekbench mà mình chấm được trên cả hai chiếc máy này. Quay sang chấm điểm Geekbench thì mình khá là bất ngờ vì mình không hiểu tại sao với số điểm đa nhân trên con chip Snapdragon 625 nó lại cao hơn đó là con chip Snapdragon 630. Nhưng về điểm đơn nhân thì con chip Snapdragon 630 thì nó lại nhỉnh hơn, nhưng mà cái mức nhỉnh hơn của nó lại không nhiều. Rồi, thì trên lý thuyết là vậy, còn bây giờ chúng ta sẽ vào bài test thực tế để coi khi mà tốc độ load ứng dụng của cả hai chiếc máy này thì nó có chênh lệch nhiều hay không. Bây giờ thì mình sẽ mở cho các bạn đa nhiệm lên và mình sẽ xóa hết tất cả đa nhiệm của hai chiếc máy này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ reset lại cả hai chiếc máy này để cho có một cái sự công bằng nhất. Rồi ok, thì bây giờ cả hai chiếc máy của mình đã cùng khởi động lên, mình sẽ cho các bạn xem lại phần đa nhiệm này. Đó, chúng ta sẽ không có ứng dụng lên trên nền nhá. Và bây giờ mình sẽ mình sẽ cho các bạn xem điểm wifi mình cùng kết nối. Đây, reviewer, đó, tức là điểm wifi ở nhà mình. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào những ứng dụng đầu tiên rất là nhẹ nhàng thôi, những ứng dụng mạng xã hội như là Facebook. Đó, về tốc độ CPU trên lý thuyết thì 625 có phần nhỉnh hơn, nhưng mà về thực tế thì mình thấy 630 load nhanh hơn đấy chứ. Bây giờ mình sẽ vô trang cá nhân của mình này. Rồi bây giờ thì mình sẽ thoát ra và chúng ta sẽ cùng đi đến với ứng dụng tiếp theo, đó là Instagram. Ô, về cái phần này thì mình thấy 625 lại load nhanh hơn. Nói chung hai con chip này khá là bất ngờ, khiến cho mình cảm thấy nói chung là có những cái gì đó khá là bất ngờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với ứng dụng mạng xã hội thứ ba, đó chính là YouTube. Rồi về phần này thì mình thấy cả hai ứng dụng đều load tương đồng nhau. Bây giờ thì mình sẽ cùng đến với cái tựa game đầu tiên, đó chính là Temple Run 2. Và chiếc máy nào sẽ thắng đây? Rồi, về phần này thì 630 đã vô nhỉnh hơn một chút so với con chip Snapdragon 625. Bây giờ thì mình sẽ để... Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng qua tựa game tiếp theo, đó là Zombie The Tsunami. Rồi với cái tựa game này thì mình thấy nó gần như là lốt tương đồng luôn, không có sự chênh lệch gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi đến với tựa game tiếp theo nào, Dumb Way to Die 2. Như mình đã nói trên lý thuyết thì mình chấm với tựa game này thì nó cũng tương đồng nhau này, đâu có máy nào lốt nhanh hơn đâu. Chúng ta sẽ cùng đến với tựa game tiếp tục, đó là Angry Birds 2. Như mình đã nói thì trên lý thuyết thì mình chấm được với điểm CPU của con chip Snapdragon 625 nhỉnh hơn con chip 630. Nhưng mà thực tế thì đối với một vài tựa game thì mình thấy là 630 nó load nhanh hơn đó là 625. Nhưng cái tốc độ load nhanh hơn đó thì nó không nhiều cho lắm. Rồi đối với tựa game này thì chiếc máy nào sẽ thắng đây? Đây, chiếc máy này với tựa game này thì 625 đã vô trước này. Nói chung là cái tốc độ chênh lệch của nó không nhiều, nó chỉ rơi vào khoảng từ 1 cho tới gần 2 giây mà thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với hai tựa game nặng cuối cùng. Tựa game nặng đầu tiên đó chính là Asphalt 8321.
Thì đối với những cái tựa game nặng thì nó sẽ thể hiện được sự chênh lệch rất là lớn đối với tốc độ CPU. Đây nha các bạn thấy này. Vừa rồi thì mình thấy 625 đã vô trước. Còn đúng rồi, ở tựa game này thì 625 đã vô trước, mình không hiểu lý do tại sao. Khá là bất ngờ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào phần lốp mà chơi. 3, 2, 1. Về cái phần khởi động của tựa game này thì 625 đã vô trước, còn phần lốp mình chơi thì hiện tại 625 vẫn vô trước. Mình khá là bất ngờ luôn đấy. Rồi bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đi đến với tựa game cuối cùng đi. Rồi, tựa game cuối cùng đó là Modern Combat 5, 3, 2, 1. Và đối với tựa game cuối cùng này thì đâu sẽ là chiếc máy vô trước đây. Rồi trước mắt thì mình thấy có vẻ như 625 là chiếc máy sẽ vô trước. Đúng không? Mình nghĩ là đúng rồi đấy. Rồi, vậy là 625 đã vô trước, thậm chí 630 còn chạy chỉ mới tới nửa cây mà thôi. Đó. Như vậy là mình đã hoàn thành xong bài speed test ngày hôm nay giữa con chip Snapdragon 625 và con chip Snapdragon 630. Về cái vấn đề load những cái tựa game nặng thì mình thấy 625 nhỉnh hơn 630 một chút. Nhưng mà mình nghĩ cái vấn đề này là về cái vấn đề tối ưu hóa con chip được sử dụng trên con CyberWest S2. Và đó là tất cả những chia sẻ của mình tới cho các bạn trong video ngày hôm nay. Nếu như các bạn cảm thấy video này hay và cũng như là hữu ích, đừng quên để lại một like, share và cũng như là subscribe cho kênh YouTube của T-Mobile nhé. À, nếu như các bạn muốn mua hai chiếc máy này thì các bạn có thể vào trang web của T-Mobile và cũng như là có thể tham khảo giá bán của hai chiếc máy này nhé. Link của hai sản phẩm này thì mình sẽ để ở phần mô tả phía dưới video. Mình là Dũng và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye!